Cái đôi 37 này thì âm của nó rất là ok luôn nhá, âm cực hay luôn này. Đấy, nhưng mà em nói rõ luôn trên video này, anh em nhìn này, cái con mái là con ta, còn con bố là con thái bông đầu. Thì ưu điểm là dòng này nó sẽ kế thừa được cái dòng chịu khó gáy thuần người và bộ to. Đấy, giọng của dòng này thì giọng rất là đồng nhá. Đấy, đồng luôn. Đấy, em thì có cái nào thì quay thế. Đây là bố mẹ mã số 37. Thì quay cho anh em một chút để anh em xem kênh, anh em thấy là rất là ok. Đấy. Đôi này vừa nãy là đôi 1+5 này, đôi này không biết là đã ấy chưa, nở chưa, qua thế mổ mỏ rồi. À đây. Một cộng năm. Đây này, ấp ngày mùng 2 tháng 5, hôm nay ngày mùng 11, chính là rất là nhanh. Mùa này nóng. Đấy. Lại sắp được đôi 1+5. Đôi 1+5 thì cực kỳ hay luôn nhá anh em nhá. Đôi này dòng bố mẹ của nó cực kỳ hay luôn anh em. Đây. 1+5 này. Bố mẹ bầu rất hay luôn này. Đó. Bầu luôn nhá anh em nhá. Đấy. Đó. Đó. Trở lại vấn đề là cái đôi 37. Đôi 37 thì đây, cái con của nó đây anh em. Anh em nên nhớ là em làm cái gì nó cũng đều có giá phả hết. 337 này là một đôi zin được nở ngày 16 tháng 4. Hôm nay là 10 ấp ngày 16 tháng 4. Cộng với 13 ngày là gọi là ngày 30. Nở ngày 30 tháng 4. Thì hôm nay là 11 ngày 11 tháng 5 thì đây là nó đã được 11 ngày rồi. Đôi này thì là một đôi zin. Đấy anh em, đây con này vẫn giống con bố này. Con này nếu mà nó giống đúng như mặt mũi nó giống con bố là dòng quải đồng nha anh em nhé. Còn con này là lai này, chứng tỏ là chim là cũng khá giống bố nhiều nha anh em nhé. Em ghép thử một đôi dòng vòng thái với lại dòng ta thì nó ra hai con này là cũng giống bố nhiều. Thế thì đôi này thì anh em nào bón được ấy. Đấy, em nhấn mạnh luôn nhá. Cái dòng con bố của nó giọng cực hay luôn nhá. Xong rồi em cố gắng em sẽ anh em nào ấy thì em sẽ cố gắng là trích xuất được cái video của con bố của nó nhá. 37 này thì để hữu nghị cho anh em nhá. Để hữu nghị cho anh em là 700k. Anh em cứ gọi là thích chơi. Nó dòng nó là đồng nhiều và nó chịu khó gáy thì anh em cứ chơi thôi. Đây là một đôi chim zin nhá. Em nuôi thuần người từ nhỏ luôn. Kiểm tra qua sơ bộ. Đấy. Đấy. Không có lỗi tật gì nhá. Có một cái đầu móng thì nó hơi ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó vẫn còn chân để nó mọc chất sừng. Nên ra em cam kết là nó không lỗi gì cả. Đó anh em. Đó. Đấy. Đã chưa? Đấy. Để cho anh em 700k nhá. Đó, 700k. Lên sóng cho anh em nó khá là cụ thể luôn. Đấy, cụ thể, cực kỳ cụ thể luôn. Đấy. Cái đôi 1000 này thì cũng bón được rồi này anh em. Đôi 1000 này thì là âm của nó là rất là ok luôn này. Đó. Đôi 1000 nhá. 1000 này anh em có thể bón được. Đây là một đôi zin luôn. Đó. Đó. Anh em nhá. Một đôi zin luôn, đúng tầm bón luôn anh em. Chim này là em cứ vần vò, em cứ gọi là để gần người em ra chim gọi nó. Thỉnh thoảng em mang ra em bón chung với bố mẹ nó, anh em nào về bón tầm này thì nó rất là ít rủi ro. Cực kỳ ít rủi ro luôn nhá. Đó. Đấy. Thôi được rồi, video này em sẽ khuyến mãi đôi này là 800k anh em nhá. Video này em khuyến mại nhá anh em nhá. Anh em đừng có so bì video trước hay gì cả. Lúc nào em khuyến mại anh em nào nhảy vào mua trước là mua trước thôi. Đừng bao giờ so bì cái gì là video này bán thế nọ, video bán thế kia. Bởi vì khi video nào em không khuyến mại thì em bán hơn rất nhiều luôn. Nhưng mà lâu vừa rồi là hai đứa con nhà em đã thi xong học kỳ 2 rồi. Đâm ra là bắt đầu em rỗi thì em sẽ lên video. Và lâu em lên video thì thường em sẽ khuyến mại một đôi. Đấy. Thực tế là nói thật với các bác ở nhà nuôi được. Mình bán bao nhiêu là do mình.
có cái là mình bán những cái đôi nào nó đúng với giá mà mình vẫn hay bán thì là anh em không phải xó bì nhiều đấy. Nhiều khi anh em ví dụ như là mua trước đó rồi anh em lại bảo hôm trước mua thế, hôm nay mua thế, nhưng thực ra cái này là chương trình, là chương trình khuyến mãi nhá. Đối với video clip 1.000 này này, nở ngày 18 tháng 4 này, để cho anh em là 800k nhá. Kể cả anh em trước đó có mua hơn triệu hay bao nhiêu thì anh em cũng phải thông cảm. Đấy. Ở đây thì nó có một đôi, anh em nào có thể máu sổ số thì em sẽ nói luôn này. Cái đôi này là đôi, có nghĩa là có một hai con này em thả vào để cho nó nuôi. Một con to hơn có đeo vòng là có con mã số 90MX2, là dòng bầu đồng nhá. Còn cái đôi một con còn lại là con 24. Con 24 thì là thiên về đồng nhiều. Đấy, như vậy là đôi này thì cũng đã bắt đầu gọi là ra ấy rồi, ra ổ rồi. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, nói rõ luôn là đôi này là anh em nào là mua kể cả chim cái anh em về làm giống cũng xứng đáng. Đấy, đâm ra là em cũng không nói gì đến trống mái ở đây cả. Anh em nào mà chơi cái dòng âm mà dòng gọi là gây, anh em mua cái dòng chim này thì hình như là con bên trái là con trống anh em. Con bên trái con trống mỏ rất là dài luôn. Đấy, con bên trái là con trống. Còn con bên phải là con khả năng con mái. Tại vì con bên phải người nó ngắn hơn. Đấy, anh em nhá. Thì đôi này nếu anh em nào ghép thì là ghép, mà không ghép thì mấy hôm nữa em sẽ cho sang cái chuồng này. Em sẽ cho sang cái chuồng này để em để lại. Đấy, nói chung là tầm 2-3 hôm nữa là ăn cứng thì em bỏ ra. Đấy anh em ạ. Đấy, đây là cái dòng gọi là cực kỳ là âm, cực kỳ là sao số nhá. Thì vô tình là nó có hai con lẻ thì em luồn nó vào đây thì bố mẹ nó cũng nuôi khá là khéo. Đấy, theo kinh nghiệm của em thì là nó sẽ bên trái là con trống. Và anh em cũng đừng hỏi vì sao là em bán cái clip này này. Em nói rõ là kể cả chim mái nó còn quý hơn là chim trống, bởi vì cái dòng này là dòng âm rất là rõ ràng, sâu và muốn để lại không được. Tuy nhiên vì nó lẻ, chia lại cho anh em một chút này. Đấy, và đôi này là cũng có cái giá cực kỳ hữu nghị cho anh em nhá. Anh em nào, ôi con này con trống thật rồi, con này con trống, nhìn thái độ trống quá luôn. Đấy, thì anh em nào vào đôi này thì em để giá 1.800.000 nhá anh em nhá, không bảo hành chống mái gì cả, nói rõ luôn. Anh em chơi hên xui xổ số thôi, còn không thì em để lại đôi này. Đấy, anh em nhớ rõ là một con của cái tông bố mẹ 24 và 90MX2. Đấy, anh em phải biết là dòng 90MX2 thì gần như là dòng một đôi chim của nó có thể là 2 triệu, ngoài 2 triệu. Đây, 90MX2 đây anh em. Còn cái dòng 24 thì nó là giọng của nó là giọng cực kỳ âm và có video ở trong kênh rồi. Đấy, đồng rất là nhiều luôn. Đấy, chia sẻ cho các bác là như vậy. Đấy, xem là có cái video nào để chia sẻ cho anh em nữa. Đấy, chia sẻ cho anh em nữa. Ơi, cái dòng 103 này anh em, 103 này là dòng bầu nhiều này anh em. Anh em yên tâm là 103 bầu nhiều này, một vòng tím một vòng xanh. Đôi này bắt đầu đang tập mổ rồi. Đây con đấy là con mái, còn con trống đây. Con trống đây anh em. Đó. Đấy. Dòng này dòng bầu nhá anh em nhá. 103 này dòng bầu anh em. Anh em nào thích bầu thiên tặc bầu luôn thì anh em cho em đôi này nhá, để hữu nghị cho anh em 1.500.000 103. Đôi này nó cũng nở vào ngày 16 tháng 4. Đấy. Như vậy là chia sẻ cho anh em nó cực kỳ là rõ ràng. Đó. Thì ở đoạn đầu video thì em có quay được cái bố mẹ của dòng 15. Đấy. Anh em yên tâm là em vào là em đánh dấu nẻ ra lẻ, đôi ra đôi anh em nhá. Đôi là đôi, lẻ là lẻ. Đấy, cái nào là em để lại được là em theo dõi. Đây là dòng này em để lại được này, toàn dòng âm hết này. Còn chỗ này được cũng được mấy đôi là cũng đang tách tách ra đây. Chim mùa này nó ấm áp nuôi rất là dễ anh em nhé, nuôi cực kỳ dễ luôn này. Rất là may mắn là nó ấm áp, anh em cũng yên tâm là
Mùa này nuôi cực kỳ dễ luôn. Nó không bị lạnh, giống chim gáy này nó ấm là nó phát triển rất là êm. Kể cả những con nó hơi non non nhưng mà nó... Đây này anh em, những con non non này là gần như là búng cánh theo tay người này, nhưng mà nó vẫn tự mổ hết này anh em. Em đang bón dở nhưng mà hôm nay là gọi là nó cũng tự lao vào, nó tự lao vào, nó ăn được rồi. Đây. Đây, đôi này đôi đeo cái vòng xanh này, đã biết đôi vòng xanh là đôi này. Là đôi nào. Đây. Em thử xem là đôi vòng xanh là đôi nào nhá. Bắt nó sang đây. Đấy, chim toàn rung cánh, đây vòng xanh. Đôi vòng xanh này em tra danh bạ xem là nó là đôi nào. Nhưng mà nó ăn được rồi nhá, nó tự mổ được rồi anh em. Đôi vòng xanh này em cẩn thận, em còn đeo cho nó cái vòng xanh làm sao mà nó lại hơi hơi dài dài một chút. Đấy, hơi có cái râu dài dài một chút. Đây, anh em thấy sướng chưa? Nuôi đôi chim mà nó cứ búng cánh. Thế thì em xem là đôi vòng xanh này là đôi nào trong cái tập giá phả của em. Vòng xanh này là một đôi zin mà cắt dài. Đôi zin cắt dài thì em nhìn mãi mà chả thấy đâu là nào. Mất hút đâu rồi. Vòng xanh cắt dài. Đôi này là đôi nào? Xanh. Xanh. Xanh này xanh dương à? Xanh. Xanh này, dài chéo này. 13, tông này tông 13 này. Đó, tông 13 anh em nhé. Tông 13 anh em ạ. Rất là thuần luôn. 13 thì... Đấy anh em nhìn này. Cứ búng cánh luôn này. Đấy. Anh em nhé. Em bón cho anh em đến lúc này là lúc đã biết mổ rồi. Đấy anh em, quá đã luôn. Loại này là hoàn toàn mổ được rồi nhá. Và nuôi rất là thuần luôn. Đấy nó ra đây này. Đấy, gọi theo người luôn anh em. Đấy. Đấy anh em nhìn nó mổ này. Đấy anh em nhìn nó mổ này. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy sướng chưa? Cái này đôi chim này nó của chẳng nặng bằng công đâu anh em. Nuôi từ lúc còn nó phải non thì nó mới búng tay người này được. Đấy. Đấy, nó nhặt này, nhặt tuy nó vụng về nhưng nó nhặt được rồi nha anh em nhé. Đấy, nhặt anh em yên tâm về là anh em cứ thả vào này nó ăn thôi anh em nhé. Đấy. Đấy. Đấy, đôi 13. Đấy. Đôi 13 này ok anh em. Đấy. Ăn rất là búng cánh theo tay người này, chim là bắt sờ thoải mái luôn. Đó. Anh em biết là một đôi chim thuần nuôi nó phải rất là từ là nhỏ thì nó mới búng cánh, nó mới rung này thì nó mới thuần được. Đấy. Đấy, ăn rất là gọn rồi nhá. Đấy. Đôi 13 này thì em để giá cho anh em là 1,3 triệu nhá anh em nhá. Đấy, vì nó còn hơi nụ nụ, anh em về anh em chịu khó nuôi thêm khoảng tuần nữa thì nó sẽ cứng mỏ hơn. Đấy, còn đấy là một đôi 13. Anh em nhìn này, chim em gột rất là thuần. Đấy. Gột nhá. Nên nhớ anh em là mình phải chịu khó gột chim thì chim mình bán ra nó mới thuần gáy và anh em nó mới nhớ, anh em họ mới gọi là nhớ đến mình và họ tiếp tục giới thiệu và có người khác sẽ đặt chim của mình. Đây anh em nhìn này. Em thì không có một cái công việc gì khác ngoài cái công việc nuôi chim cả. Đấy. Chim này là nhà tự đẻ ra. Đấy. Nuôi gột úm bón. Đấy, anh em nhìn này. Chim nó đấy, đưa tay vào là nó hoàn toàn là gì? Đứng im. Đấy. Đấy, lúc nào nó cũng có vài chục đôi để gọi là mình gột úm gối nha anh em nhé. Đấy. Rất là nhiều. Đấy. Đây đợt này là để lại được một đôi 150 này. Để lại được một đôi 150 anh em nhé. 150 thì anh em xem video bố mẹ rồi. Đấy. Để lại được một đôi 150. Đó.
anh em. Như vậy là lên sóng cho anh em nó khá là cụ thể. Cái dòng 94 này thì để lại được này. Em ghi rõ là tháng 4 nhá. 94 thì nó lại nở được một đôi rồi anh em, rất là nhanh. Đôi này thì nó lại đang nuôi con. Đôi này nó lâu rồi em để cho nó nuôi con một lứa. Đây 94 đây anh em. 94 thì nuôi con rất là khéo luôn này. Đang lóp ngóp dưới. Đấy. Đang nuôi con luôn ở dưới. Đấy, hai con. Đấy. Nuôi con rất khéo luôn. Anh em nhìn cái bảng mã này. Rất là chi chít luôn. Nhưng mà nó rất là có ghi chép rất là cụ thể khoa học luôn anh em nhé. Đấy. Thì anh em yên tâm là những cái dòng mà còn búng cánh như này là thực sự là mình cũng phải bón rất là kỹ. Đấy, mình bón nhất kỹ thì nó mới búng cánh như này anh em ạ. Chim nó phải thuần. Đấy. Anh em nào mà thích cái dòng thuần anh em quan tâm cho em cái clip 13 này, giá công khai đấy rồi nhá anh em. Đấy. Còn chú Thao thì số thì các vẫn đọc mãi rồi. Lâu lâu là các bác cũng phải nhìn vào cái màn hình hoặc các bác ghi ra giấy. Đấy, số của sao đây. Đấy là cái máy ấp của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Thì là cố gắng là sẽ khoa học hơn, hệ thống hơn, uy tín hơn. Đấy. Đấy, trước kia có những cái mà còn ít tuổi còn chưa có cái sự gọi là chỉnh chu hoặc là chưa chuẩn chỉ, chưa chơi đẹp với các bác thì đến lúc 50 tuổi, 60 tuổi là mình sẽ chơi đẹp và sẽ ok hơn rất nhiều. Đó. Anh em. Đấy. 50 thì anh em biết là để lại được một đôi như này quý lắm. Đấy. Đôi 17 này thế này, rất là hay. 183 rất là hay. 183 này đang được một đôi đang bón. Rất là ok. Đấy, mới ghép được cái đôi này này. Đôi này thì ok luôn này. Đôi này chắc là đẻ ra con thì chắc là khủng nhất về đằng bầu luôn. 99. Rồi, ok, ngắn gọn vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đến giờ em cho trẻ đi bơi một tí rồi. Đó.